Xin chào tất cả các bạn. Thì trong những năm gần đây, Singapore là điểm đến cả về du học và du lịch thì được ưa chuộng của rất nhiều bạn trẻ Việt Nam. Và để chuyến đi Singapore của các bạn được chuẩn bị chu đáo và tránh những phiền phức không đáng có, thì Tân Đại Dương xin lưu ý với các bạn một số vấn đề trước khi các bạn lên đường nhé. Thì đầu tiên đó là về thủ tục nhập cảnh. Thì hiện nay du khách Việt Nam sang đảo Quốc Sư Tử thì không cần phải xin visa, với yêu cầu thời gian lưu trú thì không quá 30 ngày, nhưng mà vẫn phải xuất trình passport có thời hạn là trên 6 tháng. Và khi làm thủ tục nhập cảnh thì chỉ cần điền vào một tờ khai các thông tin cơ bản nhất. Sau đó thì bạn sẽ kẹp cái tờ khai hải quan này cùng với passport xuất trình cho các nhân viên an ninh sân bay để kiểm tra và họ sẽ cấp con dấu thị thực cho bạn. Và nên nhớ lưu lại cái link này vì khi làm thủ tục trở về thì họ sẽ hỏi lại bạn. Và một điều cần lưu ý nữa là khi làm thủ tục nhập cảnh thì bạn cũng phải xuất trình vé máy bay khứ hồi, vì bạn sang Singapore theo diện khách du lịch nên các bạn phải đặt vé khứ hồi. Nếu bạn chỉ đặt vé một chiều thì khó có thể mà qua được cửa an ninh. Một trong những trường hợp bạn không được chấp nhận nhập cảnh vào Singapore đó là do bạn không đưa ra được cái địa chỉ mà bạn sẽ ở khi mà được hỏi. Và nếu ở nhà của người thân thì bạn phải biết rõ địa chỉ người thân của mình, cũng như nếu mà đặt phòng khách sạn thì bạn cần nhớ rõ tên và địa chỉ của khách sạn nhé. Tiếp tục nó là về thời tiết và trang phục. Thì Singapore có khí hậu tương đối là giống với Việt Nam, đó là kiểu khí hậu nhiệt đới với lại nắng nóng quanh năm. Nhiệt độ thì hầu như duy trì ở mức từ 24 độ đến 32 độ C và có độ ẩm rất là cao. Vì vậy các bạn nên chuẩn bị những bộ đồ có chất liệu thoáng mát và nhẹ như là cô tông để tạo cái cảm giác thoải mái trong những ngày nắng nóng. Với những kiểu phối trang phục như là quần sọt, quần lửng với áo thun, chân váy xòe với nhiều kiểu áo khác nhau thì sẽ giúp cho bạn thuận tiện hơn trong quá trình di chuyển và vui chơi của mình. Giày đế mềm, giày thấp hay là giày sandal, giày thể thao cũng là một lựa chọn hợp lý để bảo vệ đôi chân của các bạn. Và kính râm cũng sẽ giúp cho các bạn tạo điểm nhấn trong trang phục cũng như là bảo vệ đôi mắt của mình khỏi ánh nắng mặt trời. Và một điểm cần lưu ý nữa là bạn nên đem theo một cây dù bên mình để đề phòng những cơn mưa bất chợt mà ập đến. Còn về vấn đề giao tiếp thì Singapore là một quốc gia đa chủng tộc, có nền văn hóa vô cùng là đa dạng. Ở đây thì sử dụng 4 ngôn ngữ chính, đó là tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Mã Lai và tiếng Ấn Độ. Vì vậy trước khi mà bạn quyết định thực hiện chuyến du lịch sang Singapore thì các bạn nhớ phải chuẩn bị đầy đủ vốn tiếng Anh giao tiếp thông thường để không phải làm quá bối rối trong mọi cái trường hợp đó. Và trong quá trình thì tham quan vào các ngôi chùa, đền thờ, các bạn nên mặc những cái trang phục lịch sự, không có hở hang, tốt nhất là có độ dài phủ cả cánh tay lẫn chân, cởi bỏ giày dép ở bên ngoài để biểu thị cái sự tôn trọng đối với tôn giáo, tín ngưỡng của người dân địa phương ở nơi đây. Và khi ăn cơm tại quán ăn của người Hoa thì các bạn không nên để đôi đũa lên trên dĩa thức ăn hay là bát cơm, mà nên để đôi đũa bên cạnh bát dĩa của mình. Và khi ăn xong thì cũng không được để lung tung, như vậy sẽ gây khó chịu đối với những nhân viên trực tiếp phục vụ bạn hay là các thực khách khác. Singapore là một đất nước mà người dân thì có ý thức giữ gìn môi trường rất là tốt, vì thế bạn nên nhớ chú ý là không được vứt rác bừa bãi. Nếu mà muốn hút thuốc thì bạn cũng phải chú ý xem nơi đó có biển báo cho phép hay là không. Nếu vi phạm thì các bạn sẽ bị phạt 1.000 đô la Singapore. Và những nơi không có biển báo cũng phải hỏi ý kiến những người xung quanh và chỉ nên hút khi có được sự đồng ý của họ. Còn về tiền tệ thì khi đi du lịch Singapore các bạn nên mang theo một lượng tiền mặt nhất định và kèm theo thẻ tín dụng. Vì theo như quy định nhập cảnh tại đất nước này thì nếu bạn mang quá 7.000 đô trên người thì sẽ phải trình cái giấy tờ cho phép mang tiền ra nước ngoài của mình. Và cái giấy phép này thì phải do cơ quan thẩm quyền phê chuẩn, có cái mục đích sử dụng rõ ràng. Còn việc đổi ngoại tệ thì không quá khó khăn đối với du khách khi đến với Singapore. Các bạn có thể đổi ngoại tệ ngay tại những quầy đổi tiền hợp pháp tại sân bay hay là tại các khách sạn, ngân hàng và trung tâm mua sắm. Tuy nhiên mà cũng nên kiểm tra tỷ giá ngoại tệ trước khi mà tiến hành đổi tiền ở đây. Và cuối cùng đó là mẹo hữu ích dành cho những bạn khi đi mua sắm. Thì du khách đến du lịch Singapore thì thường rất là hài lòng đối với cơ chế hoàn thuế ở nơi này. Nếu bạn muốn hoàn thuế thì các bạn phải lựa chọn mua hàng tại những nơi có treo cái bảng hoàn thuế để nhận được hóa đơn hợp lệ theo đúng yêu cầu của nhân viên khi mà bạn làm thủ tục về nước tại sân bay. Và mua đồ trong siêu thị hay là mua đồ ngoài chợ sẽ không được hoàn thuế, và khoản tiền hoàn thuế sẽ không được chi trả bằng tiền mặt nên bạn phải có thẻ ngân hàng để cơ quan thuế chuyển tiền vào. Và trong quá trình mua sắm thì bạn nên kiểm tra kỹ chất lượng và giá cả của món hàng, vì khi đã mua rồi thì người ta sẽ không nhận hàng trả lại. Cũng đừng quên mặc cả giá với người bán hàng để có thể được cái giá rẻ hơn. Nhưng nếu mà người bán hàng có đeo cái thẻ nhân viên thì nơi đó không thể trả giá. Và những mặt hàng được các du khách mua nhiều khi đến Singapore đó chính là quần áo, đồ điện tử và dầu nóng. Vâng, bạn yêu thích môi trường ở Singapore và muốn chọn làm điểm đến du học của mình thì cần ngần ngại gì mà không chuẩn bị hồ sơ của mình mang đến ngay văn phòng công ty theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Ngoài ra cần hỗ trợ gì thêm thông tin các bạn cũng có thể gọi ngay đến số điện thoại 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.